Đạo làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy. Hiếu đệ trước, kế cẩn tín. Yêu bình đẳng, gần người nhân. Có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát. Sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình. Ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và hiền dân làm được. Cao sơn lưu thủy. Hiếu Hiếu, cậu chậm chút thôi. Đợi ông bà ngoại với. Ngoại ơi. Ngoại già rồi, không được như đám trẻ tụi con. Thật là leo không nổi. Tiếng đàn hay quá, khiến cho tâm hồn của con người yên tĩnh vui vẻ. Hiếu Hiếu, không phải con cũng học qua mấy năm đàn cổ đó sao? Hay con sẽ luyện tập lại cho đàng hoàng. Đừng có mà bỏ cuộc giữa chừng chứ. Cứ đợi đấy mà xem. Bất kỳ đồ vật gì mà con không chú ý tới thì nó sẽ trở nên tĩnh mịch, không có sinh mạng. Đàn cổ này rất có linh tính, con phải đàn nó cho tốt. Ngoại yên tâm đi ạ. Hiếu Hiếu, ăn cơm thôi, lát nữa hãy đàn tiếp. Hiếu Hiếu. Ngoại ơi, ngoại đừng làm phiền con chứ. Ngoại sai rồi, ngoại sai rồi. Không nên làm phiền con lúc này. Hóa ra là bạn. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Ngoại ơi. Tiểu Sủng ơi. Sao mọi người đều không để ý tới mình nhỉ? Đánh đàn là để bồi dưỡng tâm tính, thay đổi phong tục tập quán. Không gì tốt bằng âm nhạc. Nghệ nhân trước đây đều nói đến đức hạnh và tài nghệ danh tiếng cùng vang xa. Chứ đức đứng ở phía trước. Một người đối với trưởng bối, đối với bề trên không cung kính hiếu thuận thì vĩnh viễn không đàn hay được. Tiểu Sủng ơi, tớ biết rồi, tớ sẽ sửa chữa. Không lẽ đây là tiên nhạc? Ừ.
Tiểu Sủng ơi, hôm nay tớ gặp được ông lão đánh đàn đấy. Ông ấy đàn khúc nhạc mà hôm trước chúng ta nghe. Ông lão đó nhất định là tiên nhân. Cậu tranh thủ cơ hội thỉnh giáo cầm nghệ với ông ấy đi. Cậu đi với tớ nhá. Tớ đang bận lắm. Lại bận. Tớ không giống như cậu. Tớ còn phải phát minh những thứ mới nữa chứ. Thời gian này vào ngày mai, tớ cũng vẫn đi để ông ấy dạy tớ đánh đàn. Chủ ý hay đó. Ông ơi, ông có thể nhận con làm đồ đệ không ạ? Sao vậy? Thất bại rồi à? Đúng, ông ấy còn chẳng thèm nhìn tớ. Không sao đâu, chỉ cần cậu kiên trì, ngày mai đến sớm hơn đi. Được. Sư phụ, xin hãy nhận của đồ nhi một lạy. Hôm nay ông không chịu nhận con thì con sẽ không rời đi đâu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Sư phụ nhận con rồi. Sư phụ, người nhìn xem ngón tay con có đúng chưa? Con đàn một khúc sở trường xem. Cái này... Con đàn sai ạ? Đây vốn không phải là đánh đàn. Con tới nơi cao nhất trên núi hái một cọng cỏ tới đây. Lại xuống dưới thác nhặt một hòn đá cuội về đây. Người đang trêu con sao? Cái gì mà lão thần tiên, lúc thì kêu hái cỏ, lúc thì kêu đi nhặt đá. Mình thấy ông ta căn bản là không biết dạy đánh đàn. Không có ông ta, mình vẫn có thể đàn hay mà. Đàn là không đánh từ tâm, làm sao mà đàn được? Rồi cậu ấy sẽ mất bình tĩnh ngay thôi. Sao vậy? Nản lòng rồi à? Ông lão đó vốn không thành tâm muốn dạy tớ. Quý ở chỗ kiên trì, vậy phải xem sự bền lòng của cậu rồi. Ngày mai đi sớm một chút, phải thành tâm hơn nữa. Ngày mai tớ vẫn đi. Lần này nhất định không được chạy trở về đó. Sư phụ! Sư phụ ơi! Sư phụ! Sư phụ! Đợi con với. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, người thả tay kia ra đi. Đàn này đã theo ta cả đời, ta không thể bỏ. Nhưng nếu người không vứt bỏ, con không có cách nào cứu người được. Con đi đi. Không. Sư phụ, là con sai. Người có thể dạy đàn cho con không? Có vẻ con thật sự muốn học rồi đấy. Con đàn lại một lần nữa khúc Cao Sơn Lưu Thủy đi.
Dùng tâm thể hội khi hái cỏ đứng trên núi cao, nhìn về phía xa, khi nhặt đá lắng nghe tình hình nước chảy từ trên thác xuống. Ngoại ơi, con sai rồi ạ. Hiếu hiếu của chúng ta trưởng thành rồi đấy. Ngoại ơi, con đàn khúc Cao Sơn Lưu Thủy cho ngoại nghe nhé. Các bạn nhỏ ơi, hạnh đạo đức và tài nghệ không bằng người phải nỗ lực. Ý nghĩa của nó chính là khi đạo đức học vấn và tài nghệ của chúng ta không bằng người thì phải tự mình đôn đốc, nỗ lực đuổi theo. Các bạn nhỏ, các bạn có làm được không? Hẹn gặp lại nhé. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình Diệu Âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.